Sáng nay 19 tháng 8, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp 1 cho các bệnh viện tuyến huyện khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo của các tỉnh Tây Nam Bộ. Trong đó, tỉnh An Giang có 3 bác sĩ tham gia lớp học này ở các huyện Tri Tôn, An Phú và thị xã Tân Châu. Có tất cả 30 bác sĩ ở các địa phương Tây Nam Bộ tham gia lớp học với thời gian là 24 tháng, được đào tạo 8 chuyên ngành, trong đó tập trung chuyên môn và hồi sức cấp cứu để giúp cho các bác sĩ có kinh nghiệm ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong suốt quá trình đào tạo, được các bác sĩ tại trường sẽ hướng dẫn theo hình thức cầm tay chỉ việc cho đến khi kết thúc khóa học. Sau khi kết thúc khóa học, các bác sĩ được đưa về địa phương biên giới hải đảo vùng khó khăn và thời gian nhận công tác tối thiểu là 5 năm. Đây là dự án của Bộ Y tế nhằm giúp người dân vùng khó khăn biên giới hải đảo được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng tốt hơn, giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tránh lãng phí cho người dân, cộng đồng và xã hội.